thế chồng đi. Đi về Bình Lợi mà. Đi ngã tư Đường Xanh nhưng mà để nó xa, đi nó xa mình. Đúng rồi. Đúng rồi, hồi nãy vợ quẹo D1, D2 rồi, vợ quẹo tắt đây cho nhanh rồi. Hồi nãy chạy bám theo xe sau chồng luôn mà. Thôi chồng quẹo, chồng quẹo quốc lộ 13 cũng được. Vậy đi cái đường song song quốc lộ 13 là đường D1, D2 á. Đi bên này nó gần hơn. Ok chồng. Đi xe gì á? Xe cấp cứu. Xe cấp cứu à? Đúng rồi. Cứ chưa thì xe dùng. Cứ bên nào đó. Nè đó, đó, này đang đi qua nè, đó, đó. Người ta đi cấp cứu người bệnh đó. Có bệnh đau. À đúng rồi, Bạch Đằng. Mà chồng đi vòng đó xe. Cũng bị đau à? Đó, chứ không bị đau đầu. Xa nhiều. Đường nơi Trăng Long thì thôi bị... Chồng bấm bản đồ đi. Để vợ gửi định vị cho chồng bấm bản đồ nè nhá. Ừ, để vợ gửi. Vợ gửi cho Dũng nhá, để Dũng chỉ đường cho chồng. Chán đoạn này quá. Không phải này, ngay dừng hô tích. Hôm nay mình đi đâu vậy cò? Mình đi làm từ thiện đúng không? Không. Ông trời, ông cảm động, ông khóc này nè, ông rớt nước mắt này nè. Xe trông đẹp không cò? Xe trông, xe mới trông đẹp. Hả? Xe này là cái gì ở bao gì? Cái gì? Không xin gì ra được. Xe rô á. Dạ, sao? Cò sao? Xe rô, cứ mời tờ lá. Chết rồi, Hứa Hùng nghe không hiểu. Hình Lego. Hình Lego. Hình Lego đâu? Hình Lego nào? Hình Lego. Đâu đây hả? Hình Lego trước mà xe đô đó. Lego nào ta? Phía trước mặt ô tô đó. Phía trước mặt ô tô này hả? Rồi cái ô tô trước mặt à. Luôn. Trước mặt. Ôi, phiên dịch. Không hiểu. Lego nào ta? Có hiểu đâu. Lego này nè. Đây là cục thơm xe, cục nước hoa. Đây là cục nước hoa cho thơm xe mà. Lego nào? À, đây là cái điều khiển xe. Không có phiên dịch ở đây thì chết. Đó. Đó, nè, điều khiển. Nhưng mà bây giờ chú Hùng đang coi bản đồ, đang coi bản đồ mới lái xe được. Cái này nè. Ừ. Công xe đó. Công xe là bản đồ đâu rồi? Ngò bấm phát, từ từ để chú Hùng coi nha. Công khai xe ô tô. Đi tiếp đường ra chỉ 1 km nữa. Cái này nè. À. Có chắc là còn bấm cái ra bản đồ đâu mất tiêu ra. Ở đây. À. Đừng bấm nữa, để cho Hùng nè. Cái này mình đang coi bản đồ này, bây giờ có biết là đang đi đâu không? À. Bây giờ đang đi qua trường chị Mi báo học này, chuẩn bị đi qua trường chị Mi báo học này. Cả nhà ơi, Mi hồi nãy em thông báo là Mi bị ốm chưa mọi người chưa? Có chứ, hôm qua thông báo rồi. Đây các bạn còn đang hỏi. Để thông báo một cái đi, em nói đi. Mi bị sốt mà mọi người, nên là đâu có đi được. Chị Mi ba đi trường được. Nãy gọi điện cho mẹ của nó hỏi, nó còn đang nằm ho sụt sịt. Sổ mũi quách. Làm sao? Mi ba đi trường được. Đi đâu? Đi trường được đó. Chị Mi báo đi trên đất thôi hả? Có thích đi trên đất hay đi giày? Đi giày thôi. Đi giày cho đỡ đau chân đúng không? Có. Giày đẹp mình phải đi chứ. Đi phụ dù luôn. Đi phụ dù luôn. Mẹ mua cho cả đó. Mẹ mua cho cả đó hả? Đó. Anh tăng nhiều à. Đấy rồi. Thế tháo giày ra ngồi luôn. Lát nó đi vào. Đây chứ không tháo cho. Đây chứ không tháo giày cho. Lát nó đi vào sau. Đó. Đi vào. Người kia. Người mà cũng ngạc nhiên đó hả? Thấy người mà cũng ngạc nhiên đó hả? Mình đi được. Giờ con có biết mình đang đi đâu không? Có. Đi đâu? Cái đó. Để cho Hùng gọi cho chị đi báo nha. Nãy chú gọi một lần rồi. Chị còn mệt thì chưa nghe máy. Mệt lắm em, anh chị cũng sốt 2 ngày nay rủi người. Hồi trưa chị đấu tranh tư tưởng đi hay không đi lắm á. Đấy. Hôm qua chị nó khó chịu á, nó ho không thể ngủ được đến 3 giờ mới chập mắt được chút xíu. Sáng này người mệt.
phòng ơi. À, My nó vẫn đang ngủ hả chị? Còn ngủ. À, vậy nói chung là bớt sốt chưa? Bớt rồi, còn ho sổ mũi. Ho sổ mũi đúng không? Thấy đang đi làm thiện nguyện mà trời cũng mưa mà lên live khi mọi người hỏi My nhiều quá. Bảo là hôm nay My bị bệnh, bị sốt nên My ở nhà. My bệnh mới tối mới cho nó uống thuốc xong rồi sáng kia nó dậy nó uống cử nữa chị. Chiều cái kia nó dậy nó uống gữ xong mình ạ cho ăn uống cháo luôn em chờ nó qua bệnh. Dạ, nói chung là đang mùa bệnh nên là cứ ăn uống thuốc vài hôm là hết à. Dạ, tại cái dòng bị cảm nó lâu quá, thở lâu quá. Thì đúng rồi, hôm bữa em cũng bị, giờ đến vợ chồng cục báo cũng đang bị đó. Dạ, chú chứ hôm phát đi thiện chưa? Em đi được một điểm rồi, giờ đang đi qua bên viện Dương Lão nữa là xong. Alo. À, My nó kể em nó bệnh nó không bệnh nó quen không là sao nó không bệnh nó quen là sao? Ý là nó bệnh á, nó mà không bệnh á nó quen không nói gì nó nghe. À, nó kể em nhỉ? À, không bệnh là ngoan hả? Không bị bệnh dạ. Là ngoan, không bị bệnh là nghe có vẻ nó hơi bị sai. Bỏ chị nghe á. Bữa nằm nó kể em đó mẹ, tại vì con quen nó quá, nhiều con không quen đâu, tại vì á con nhiều khi con bệnh con trong người con một bội á. À, chứ con không bệnh nó con quen lắm, nó là quen dữ lắm. Ôi, nghe cái câu này thấy nó cứ sai. Rồi ok, thì chị chăm nó đi nha, rồi em đi lót cái viện Dương Lão ha. Dạ. Đấy, gọi mọi người sáng giờ gọi mấy lần rồi đó. Con gái vẫn đang bệnh. Đó là tại mấy hôm nay bệnh nên mới không ngoan, chứ bình thường là ngoan lắm. Ui, ngoan quá, nghe thấy rất là phi thực tế. Có bị bệnh không? Có bị bệnh không? Có. Có ghét bị bệnh không? Có. Bệnh là phải uống thuốc đúng không? Có. Cái bình siroho á, chị phải giấu đi hả em? Ông mà thấy ông tu một hơi hết nửa bình á. Thôi thích cái đó à? Thích siroho. À, uống nó ngọt ngọt rồi. Gọi là thuốc ngon á. Trên nhà mà có siro ho là phải giấu hết. Giấu. Có muốn học lái xe giống chú Hùng không? Không, mà thích được ngồi chạy để tư tưởng của sếp. Sướng luôn nha. Tư tưởng chủ tịch. À, nó dẫn mình đến chân cầu gì đấy nè. Đây, vậy đúng rồi. Bên trái. Bên phải. Ôi chị ơi, bị lật bên trái bên phải đó. Hôm chị đi vô Grab á, chị kêu là quẹo trái, rõ ràng là chị vẫn biết là bên này, chị nói quẹo trái nhưng mà tay chị vẫn chỉ bên phải nha. Ông kêu là cuối cùng em quyết định là em quẹo trái quẹo phải đây còn biết được. Trái vào hẻm 801 sau Việt Nghệ Tinh. Em mình qua bên khu vực Bình Thạnh. Phải đi lên cầu này chứ. Sao? Phải đi lên cầu này chứ. Tại sao mình lại phải đi lên cầu? Mình đi lên cầu thì chả đi xuống Bình Dương đi chơi Biên Hòa đi chơi à? 600m nữa. Vâng, tại đi lên cầu mà. Ra thứ hai. Bằng đi lên cầu mà. Bây giờ mình đi dưới gầm cầu thôi, mình không đi lên cầu. Đường này giống đường Trường Sa không sao không phải. Không, đường này đường Bình Lợi. Nãy mưa đây chắc mưa to nước nhiều vậy. Có hết hỏi chú Hùng rồi hả? Nãy hỏi nhiều lắm, giờ có hết cái để hỏi rồi hả? Có hỏi cái gì nữa không? Có 1.000 người, một câu hỏi. 1.000 câu hỏi vì sao lại có cái nút này? Có hỏi giờ có hỏi gì có? Có biết bơi chưa có? Giờ anh ấy ra vào chế độ im lặng. Biết bơi nhỏ hả? Không biết bơi to. Biết bơi nhỏ thôi, không biết bơi to là bơi trong hồ nhỏ thôi. À, bơi trong hồ nhỏ. Đúng là chỉ có mẹ con mới hiểu được cò đấy. Nếu chú Hùng thì bó tay. Nên là mới phải đi theo để phiên dịch đó chứ không tí này đóng hỏi tùm lum tùm la em không trả lời ấy. Ông la làng ra nước rồi. Ủa này nó bắt đi. Đây vòng đây. Đúng rồi, vòng đi dưới gầm cầu ơi. Đình 100m nữa, rẽ phải vào quốc lộ 13. Ôi, nó cắm ô tô. Ô, nó cắm ô tô.
Ê, đi đi vòng vòng trên cầu đi, vòng trên cầu đi, vòng lại. Là vòng lại đi. Vòng lại, vòng lại đi. Hôm ra đợi có thấy công an đứng đầu kia kìa. Em thấy rồi đó. Thế đi vòng chui qua, chưa gầm đây, chưa gầm đây. Đây đúng không? Đúng rồi, chui qua cái đi đi qua đó thì mình chui qua chân cầu mình đi vòng lên. Dạ. Cái mày lại lên báo rồi. Thấy ngay quả biển cấm báo. Vòng là vòng kia hả ta? À vòng xuống cầu, vòng quay lại đi lên cầu lại thôi. Lại lên cầu, cái này nó giống như đường lên tầm khu về phía đường Đinh Bộ Lĩnh. Đó, nó chỉ đúng đường á. Dạ. 300m nữa, trách sang phải vào đường Đinh Bộ Lĩnh, quốc lộ 13. Đó, đi lên nè. Đúng hướng rồi đó. Lên gặp anh giao thông anh kích một phát rồi. Lên phường. What cái gì? Cái gì? Kích một phát bây giờ. Trách sang phải vào đường Đinh Bộ Lĩnh. Hôm nay cỏ đi học bài gì vậy? Cỏ hôm nay họ đi học bài gì nhỉ? Cái cỏ lớp vào học bài gì nhỉ? Cười tủm tỉm. 500m nữa, ngoặt phải vào Nguyễn Xí. Ngoặt phải vào Nguyễn Xí. Để xem giờ đó. Mấy giờ này? Có biết mấy giờ này không? Giờ 4 giờ 10 mấy rồi? 4 giờ 13 rồi nè. 4 giờ chứ đi về nhà. Đâu, mình đang đi viện dưỡng lão mà, thăm các cụ mà. Thăm các cụ lớn tuổi ở trong viện dưỡng lão ấy. Dưỡng lão đấy à? Chỗ đó cỏ có tới rồi. Rồi. Lúc đó còn được 7 tháng ở trong bụng mẹ. Giờ là còn mấy tuổi rồi đó? Còn 3 tuổi rồi. Ngoặt phải vào Nguyễn Xí. Ngoặt phải. Gì 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 á? Hả? Gì á? Xe bớt. Xe bớt. Tao có học được. Xe bớt. Tao có đào xe bớt không đi. Bóng có đèn. Bóng có đèn. Ừ. Mẹ chụp bóng có đèn. Có xe bớt có tiền chứ. Thì con lên xe bớt là người ta thu tiền đó. Em nghe anh ơi. Tới chưa em? Ờ, anh tới rồi hả? Chưa, đây, tới. Em qua cầu là tới. 6 phút nữa, 6-7 phút nữa em tới. À, anh đang đi trên Lăng Long. Còn thực hiện anh bán gì nè? MV. Dạ. Chắc mình bán hàng nó không hiệu quả đâu. Thôi mình cho like cho tụi nó lại đi chơi vui đi. Dạ. Bán giá hiệu quả. Chị tắt mic luôn nè. Dạ. Giờ mở lên lại này. Ừ, mở lên. Có ơi, sắp tới rồi. Hát. Hả? Hát bài này nè. Còn muốn hát bài kìa. Bài nào, hát bài này hả? Em mở nhạc lên là ông hát á. Mở nhạc nha. Đây chạy thẳng sang là sang tới rồi em. Chạy thẳng lên cầu. Hai chú cháu hát bài Trái Tim đi anh. Trái Tim, Trái Tim anh nha. Bài gì đây? Trong tim anh đập đùng đùng. Chiều hôm qua hát hả? Chiều hoàng hôn buông nhẹ nhàng thất tha ngày qua. Dịu dàng em đến bỗng khiến tim anh mơ. Có hát nha. Nắng từ anh nắng chiều sang tới hồ đây. Lòng anh đắm đuối si mê em.
nhá. Này có hát này, có hát này, có nhảy này. Trong khi mình được tình yêu. Chú Hùng hát ở trên bài hát đó. Nè, bài tủ của con nè, có hát đi. Em mộng mơ ngần ngơ ngắm nhìn nàng, chỉ đắm trong mây tình yêu nghĩ về em từng phút từng giờ. Chỉ mong được bên cạnh em khi dòng bão rõ mây cờ. Phút giây nàng đến đây là khiến em buồn quên. 300 mét nữa đi bên phải để đi tiếp về hướng nơi Trang Long. Sắp tới rồi nhé. Rồi từng ngày cho tới xa rồi ta bên nhau đến muôn đời. Mình cò mà lại không sao gì ha. Tại vì chị thường xuyên từ lúc lập đến giờ lúc nào cũng like có mình cò đó, cho nó nhận diện đó. Chứ còn chuẩn bị báo nó xuất hiện cái là thôi. Tên để. Rồi sắp tới rồi nè con. Hả? Tới rồi. Đây quẹt vào đây. Check sang phải vào nơi Trang Long. Ôi anh đến đây sẽ đăng Trang Long rồi kìa. Hả? À, anh bảo là anh đến nơi Trang Long rồi, giờ mình mới tới nơi Trang Long. Không, anh đi đường khác, anh nơi Trang Long mà từ đầu đường, từ dít đầu đường á. Còn mình đây đoạn cuối. Đi tiếp 1 km nữa. Chào cái nhẹ. Thì còn ngoáy mũi còn cứ ngoáy đi, mẹ cho mọi người xem còn ngoáy mũi cái thôi mà. Thì ngoáy mũi không cho. Ngoáy mũi đi. Em đẹp bóng thiết tim anh mơ màng. Tới rồi kìa, tới rồi kìa. Còn đang ngoáy mũi nên không có cho mẹ quay. Ngoáy. Chết rồi. Ô chú Hùng đói quá cò ơi. Đói quá cò. Cát nè. Hả? Mẹ đá. Và bệnh khác mất tiêu.